Chào các bạn, hôm nay bạn thuật.com sẽ giới thiệu cho các bạn xem trò đồng xu xuyên thấu. Ở đây mình có một cái hộp mình có thể cho khán giả kiểm tra được luôn nha các bạn. Và mình cũng có một cái thanh như thế này, với một cái thanh kim loại, có cây kim loại vậy, mình có thể cho khán giả xem được luôn. Rồi, okay, và bình thường đúng không? Đây là cái thanh kim loại không gì hết. Rồi, và đây là cái đồng xu này bạn. Ok, tất cả mọi thứ đều bình thường. Ok, rồi mình cho mình mượn lại cái này. Và mình sẽ bỏ cái này nè, cái thanh này vô trong cái hộp như vậy. Đây. Rồi, sau đó mình sử dụng cái thanh kim loại này nè, mình sẽ chắn lại ngay ở đây. Này, mình sẽ bỏ vô này nha. Mình sẽ chắn lại vậy này. Đó. Mình sẽ để như thế này. Rồi. Ở đây như các bạn đã thấy, mình sử dụng đồng xu này nè. Mình sẽ bỏ đồng xu này lên trên đây. Như vậy. Đây. Như các bạn đã thấy đồng xu hiện tại đang ở bên màu xanh dương nha. Mình sẽ để như thế này. Rồi bây giờ mình mời bạn kéo ra thử đồng xu nó qua được cái màu xanh lá cây không? Thử bạn kéo giùm mình cái. Rồi. Ok. Rồi. Không qua được. Chắc chắn ha. Chắc chắn. Rồi mình sẽ kéo lại bạn xem. Và đồng xu đang ở màu xanh dương. Đúng rồi. Bên mặt này. Và những mặt này các bạn đã thấy cái này nè. Đồng xu đang ở màu xanh dương và mình sẽ chuyển đồng xu qua xanh màu lá cây. Ok. Thử nha. Bây giờ ảo thuật thì mình sẽ không làm nhanh, mình sẽ làm chậm. Nếu mà làm nhanh thì bạn sẽ nghĩ là nhanh tay để mắt ha. Mình sẽ làm thật chậm cho bạn xem như thế này. Rồi. Đây, ở đây mình sẽ để như thế này. Rồi, mình sẽ cầm giữ vậy. Các bạn coi kỹ nha. Và cầm lên 1 2 3. Wow. Đó, thấy không? Nhưng mà để hay hơn nữa, bạn có thể cầm thử coi, bạn kéo qua thử coi. Đây đồng xu đang ở đây. Bạn có thể kéo thử giùm mình coi. Đó. Ủa, sao lại qua không được ta? Đó. Chỉnh lại này xíu. Rồi. Rồi, ok. Ok, không qua không được. Được. Đúng rồi. Như bạn đã thấy ha, như ở đây nè. Bạn sẽ thấy đồng xu đang ở màu xanh lá cây. Đúng rồi. Mình sẽ để lại như thế này. Và màu xanh lá cây và đây có màu xanh lá cây, nhưng mà mình sẽ chuyển từ cái đồng xu màu xanh lá cây này qua màu xanh dương. Ok. Mình sẽ làm lại chậm cho bạn coi nha. Rồi rồi. Giờ cầm lên đây nè. Để nha ha. 1 2. Ta da. Wow. Và đây chính là đồng xu xuyên thấu như bạn đã thấy. Cảm ơn các bạn đã xem.